Không lâu sau khi nhà Honda tung ra thị trường muôn bài Winner X với nhiều nâng cấp mạnh mẽ so với phiên bản Winner cũ, tạo nên một cú sốt rất lớn cho thị trường, thì những tin tức về mẫu xe Yamaha Exciter phiên bản mới với khối động cơ 155cc và thiết kế hoàn toàn mới ngày càng được nhắc đến nhiều hơn. Và vừa rồi, những hình ảnh thực tế của Exciter 155 đời 2020 bất ngờ xuất hiện tràn lan trên cộng đồng mạng. Hình ảnh đầu tiên là về phần đầu đèn của chiếc xe. So với phiên bản cũ, ta có thể thấy rằng cụm đèn pha được làm vuông vức và gọn gàng hơn. Nhìn kỹ vào, ta có thể thấy cụm đèn này vẫn được chia làm 3 bóng. Theo mình thì đây sẽ là trang bị đèn LED. Đèn ở giữa sẽ sáng ở chế độ cốt và cả 3 bóng sẽ sáng ở chế độ pha. Phía trên có lẽ là mạo chắn gió, một đồ chơi gắn theo xe, đã che mất cái phần thiết kế phía bên trong. Đây sẽ là một cái điểm đáng mong chờ cho chúng ta cho đến ngày mẫu xe này được ra mắt chính thức. Chi tiết khiến cho các fan tin tưởng rằng đây chính là Exciter nhờ vào bộ tem thể hiện số 155 ở trên hai bên thân xe. Dàn yếm trước mình đánh giá không được góc cận thể thao bằng phiên bản 2019, nhưng tất lớp rõ ràng để tạo bề ngang cho xe. Xi nhan trước cũng được thay đổi, còn lại cặp phuộc, vần, lốp và phân trước gần như là được giữ nguyên. Điều đáng buồn là chúng ta vẫn chưa thấy trang bị ABS ở đây. Điều này cũng thực sự dễ hiểu khi phiên bản mới của R15 V3, MT15 hay SZ155i thì vẫn chưa có cái trang bị ABS này. Tấm hình này sẽ cho chúng ta thấy dàn nhựa được làm lại hoàn toàn mới, trông liền lạc hơn, đặc biệt với trang bị khóa Smart Key như trên NVX, không còn là chìa khóa truyền thống cộng thêm nút bấm định vị xe rời như ở trên phiên bản cũ. Một điểm thú vị nữa là phần bên trái được bố trí cổng sạc USB rất là tiện dụng. Hai cụm tay lái thì vẫn như vậy, mình chưa thấy có sự thay đổi nào cả. Riêng phần đồng hồ thì vẫn là full điện tử nhưng được sắp xếp lại. Đặc biệt là có dòng chữ VVA, càng củng cố thêm việc Exciter 2020 sẽ được sử dụng chung khối động cơ với R15 V3, MT15 hay là SZ155i. Điểm khiến mình ấn tượng nhất chính là thiết kế phần đuôi. Đèn hậu thể hiện rõ DNA của dòng R-Series của nhà Yamaha, gọn gàng, thể thao. Tuy nhiên, ở góc nhìn này cho thấy dàn chắn bùn ở phía sau trông khá là thô, mong rằng lúc nhìn thực tế thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng dù sao, mình vẫn thích thiết kế chắn bùn trên phiên bản cũ hơn. Đèn xi nhan ở phía sau thì vẫn vậy, vẫn là bóng halogen. Qua tấm hình tiếp theo, cho chúng ta cái nhìn tổng thể về chiếc xe. Rõ ràng đây là bản RC và chắc chắn sẽ có một bản màu xanh GB đặc trưng của nhà Yamaha nữa. Phần nhựa thân phía sau xe thì được thiết kế mới làm bè ngang ra. Nguyên phần bánh sau thì được giữ nguyên, còn ốp bô và chụp bô thì mình thấy lại khác. Không biết kê bô bên trong á thì có được thiết kế lại không, nhưng theo mình với dung tích máy được tăng lên thì mình nghĩ âm thanh cho ra chắc chắn sẽ phấn khích hơn. Ở đây chúng ta có thể thấy ngay, đây là cái khối động cơ đã được sử dụng trên R15 V3. Phần tem có ghi dòng chữ 6 speed, tức là 6 số, thay cho 5 số như trước đây. Phần yên thì vẫn là yên liền, nhưng tách biệt yên trước và yên sau được rõ ràng hơn. Tấm hình cuối cùng là về phần mặt nạ trước của xe. Có vẻ thay đổi lớn nhất chính là cái phần đèn đề mi được làm trong sắc sảo hơn. Một điểm mà mình rất thích đó là cái đèn chính của xe vẫn nằm ở trên tay lái chứ không chuyển xuống phía dưới như Winner X, rất thuận tiện cho việc đi vào cua khi trời tối. Hiện vẫn chưa rõ Yamaha Exciter 155 đời mới 2020 sẽ chính thức ra mắt vào lúc nào và vẫn chưa được tiết lộ bất kỳ thông tin nào về thông số kỹ thuật. Tuy nhiên qua những hình ảnh rò rỉ trên thì chúng ta có thể đoán được rằng Exciter phiên bản mới sẽ dùng chung khối động cơ với R15 V3 6 cấp số, trang bị VVA, đồng thời với thiết kế hoàn toàn mới, nâng cấp trang bị Smart Key kèm cổng sạc USB. Đây sẽ là một câu trả lời mạnh mẽ của nhà Yamaha đối với Winner X đến từ Honda.